Thưa quý vị, hôm qua, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây chủ trì cuộc họp để thông qua kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện thu chi ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 và công tác mời gọi đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn. Thời gian qua, Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện thu ngân sách đạt và vượt một số nguồn thu. Cùng với đó, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương được thực hiện đảm bảo theo định hướng của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 268 tỷ đồng, đạt 28% dự toán thành phố giao. Chi ngân sách trên 248 tỷ đồng, đạt 20,8% dự toán năm thành phố giao. Công tác mời gọi đầu tư được quan tâm thực hiện, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn. Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây giao Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch khai thác quản lý đất công, đất dôi dư trên địa bàn, đề nghị chấn chỉnh ngay tình trạng cho thuê đất công không đúng quy định của pháp luật, tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu hồi nợ động kết hợp tiết kiệm chi, đảm bảo cân đối thu chi phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đối với công tác mời gọi đầu tư, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá về môi trường, tiềm năng và cơ hội đầu tư của thành phố. Kịp thời phối hợp hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sớm triển khai dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn.